Venezuela vốn được mệnh danh là đất nước của hoa hậu, vì vậy các cuộc thi nhan sắc tại đất nước này thì luôn thu hút được sự quan tâm của cả dư luận quốc tế. Và trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Venezuela 2014 vừa diễn ra vào tối ngày 10 tháng 10 theo giờ địa phương, thì nữ sinh viên 20 tuổi Mariana Jimenez đã giành vương miện và trở thành người đại diện cho quốc gia Nam Mỹ tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2015. Trong cuộc tranh tài đua sắc với 25 người đẹp trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Venezuela 2014, đã vượt qua 24 thí sinh khác để trở thành người đại diện cho quốc gia tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới vào năm 2015. Người đẹp năm nay mới 20 tuổi, đang là sinh viên ngành truyền thông xã hội. Không chỉ nổi bật về nhan sắc, Mariana Jimenez còn sở hữu chiều cao vượt trội 1m81. Mặc dù vậy, khi được trao vương miện, người đẹp vẫn hết sức ngỡ ngàng. Được tham dự vòng chung kết là tôi đã cảm thấy mình giống như một người chiến thắng. Và khi ban tổ chức chọn tôi thực sự trở thành người phụ nữ may mắn nhất thế giới này. Không chỉ là hoa hậu của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Venezuela, Mariana còn được nhận giải Hoa hậu An ảnh. Trước đó, cô sinh viên Mariana Jimenez từng đại diện cho Venezuela tham gia cuộc thi Miss Grand International 2013 tại Thái Lan. Vị trí thứ hai của cuộc thi thuộc về nữ sinh viên 19 tuổi ngành du lịch Edima Martinez, người sẽ đại diện cho Venezuela tham dự cuộc thi Hoa hậu quốc tế. Khó khăn về kinh tế của Venezuela một vài năm gần đây khiến đêm chung kết diễn ra đơn giản, không hào nhoáng như trước và chỉ được tổ chức ở một sân khấu nhỏ. Tuy nhiên, đất nước Venezuela vốn được mệnh danh là vương quốc của sắc đẹp, vẫn liên tiếp giành chiến thắng tại nhiều cuộc thi sắc đẹp trên trường quốc tế.